Yo, kính chào các bạn người mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Nghĩa đây. Hôm nay mình và Vami sẽ chơi Two Player Ninja Tycoon. Thì trong game này mình và Vami sẽ cùng nhau xây dựng ra một cái gọi là ninja cao quên mất tiêu rồi. Cái này gọi là cái chỗ mà buôn bán vũ khí của ninja. Có phải không ba gì buôn bán? Đúng rồi, tao thấy nó, mày thấy nó đang sản xuất ra phi tiêu không? Đúng rồi, nhà máy sản xuất vũ khí cho ninja. Đúng trời. Khá là dữ tợn đây. Ok, mới vô cái game này nó cho mình một cái code mọi người ơi. Ok, có luôn nha. Code Christmas. Christmas là Giáng sinh đó trời, đúng rồi. Thanh niên giết mình nữa chứ. Cho mình 1000 tiền với lại một cái vũ khí. Cây chày á mọi người, cái đó giống như cây chày mà không phải cây chày giống như cái súng vậy. Cái súng để bắn là cái thông là coi nè. Hả? Mày hả bưởi, đó mọc cái thông lên rồi đó, trang trí luôn. Mất máu rồi. Ơ cái thông này di chuyển được đâu mày? Thì nó di chuyển được mà, nhưng mà quan trọng là tao đang núp, tao đang núp không thấy tao đâu đó. Đó. Ơ nó thấy rồi á. Còn 3 mét chết. Giết đi. Ây da, chết nè, hai thằng chết luôn, chưa chết luôn. Cái chặt đầu, mày chết luôn hả? Con tử nó mày còn sống chứ, cứu tao chứ. Đây tao đây, tao còn sống đây. Báo chù. Báo chù. Văn cái đầu lăn lóc đó. Thì game này tuy là two player nhưng mà giết nhau được nha mọi người. Đúng, two player giết nhau được và coi như là một dạng game two player nhưng mà nó đối lập lẫn nhau luôn, có nghĩa là hai thằng nó lộn lập lẫn nhau chứ không phải là đối lập lộn. Nè, có nghĩa là mình xây gì kệ mình, Bobby xây gì kệ Bobby không. Đúng rồi. Mình nhà mày mày sống, nhà tao tao sống nhưng mà ở chung căn tách là làm hai. Ừ đúng rồi. Vậy vậy đó. Giống như ở trọ, xe thì nhà trọ đó. What the hell man? What the hell man? Mời em về nhà. Nhưng mà hai đằng vẫn có lợi bằng cách là mình vẫn có thể đi ăn trọ, yeah. Đi lấy vũ khí của con Vami được. Đúng rồi, ở trong nhà mà bởi vậy dễ ăn cắp lắm ba. Đâu, có nó là gọi là mượn ba. Mượn nó có trả không? Cái này giống như mượn trọn đời vậy. À đúng rồi, mượn trọn đời đó, đó chính xác. Tốt lành ghê luôn á, thiệt á. Trong thời gian mình với Ga đang xây những cái bước á nha. Thấy chưa mọi người thấy chưa? Thứ gì á nó đánh mình nó cướp tiền thấy ghê không? Hàng xóm với nhau mới vừa về ở được mấy tiếng à. Nó cướp nó thử vũ khí thôi mà. Thử tốt quá. Chứ gì nữa? Tao đâu có giết mày đâu. Nãy giờ có giết. Đúng rồi, không giết mà cái đầu lăn lóc luôn à. Rồi ai kêu mày mất hết máu giờ tao giúp mày đầy máu lại rồi thôi chứ. Không cần, tao cảm ơn. Mày tốt làm á, lộn mày tốt lành quá à. Tao đúng rồi, dí sắn, dí xẻo đó, xẻo mông đó đi mọi người. Đúng rồi, chặt đi, đúng rồi, hay quá. Hay quá, một cái nữa thôi nó chết rồi. Giết nó, đúng rồi. Mày tao bưởi. Mày đang bên nào vậy? Mày đang cổ vũ cho bên nào? Ai biết mày giết tao chi đó, giống nãy là còn một giọt máu mày, một giọt máu hả mày? Lại lĩnh tiền. Đây tiền dễ gì tao lụm vôi. Tao lụm cho mày lụm đâu. Tao giết người thôi, tao giết mày tại tao báo thù chứ tao đâu có thèm lấy tiền của mày chi. Tao là một người rất tốt. Hãy đợi đây. Một đống người đang kiếm mày và chém mày kìa. Tao đang đợi mày chết đây. Anh niên bị dí. Easy. Ủa sao anh niên này chạy chậm dưới vậy? Chạy ba, cuối cùng tao được bao nhiêu cây rồi tao? 3 cây coi. Bây giờ là mình sẽ top ray cái tiếp theo. Top ray cái này nè, cái thùng mổ quét này nè. Thùng cái này với bị thùng rèn nha mọi người, rèn cho cái vũ khí mình nó bén hơn là nó cứng hơn. Có luôn. Để tăng cái giá trị của cái vũ khí mình sẽ xuất ra mà. Thì đúng rồi. Nó tăng giá trị thì mày phải chui, mày phải mài cho nó bén, nó xịn thì người ta mới mua nhiều tiền. Dạ. Nani. Đó, tao mua cái cửa rồi kìa ba, sao mày chưa mua nữa? Mua chi sớm cho hàng xóm vô chơi với mua chi sớm dữ vậy? Anh lâu la, nó vô nó giết mày. Mua tường nè, mua basic ball nè, đó. Đó, không, nói vô giết tao là mày đó, thằng đó là mày đó. Không chịu nè,
Lụ đã 1.400 tiền của tao. Á, à, cái lưng á, chu cho nhiều vậy. Cười hả mày, mày cười hả mày. Mày cười hả mày, mày lớp tiền hả mày. Góp tiền hả mày. Dí nè, thiệt tình trả 1.400 đây đây. Cho thanh niên chơi dơ thì chứ chơi cướp 1.400 của mình. Trời đất ơi. Được. Quá đáng thì chứ hai thằng chạm bằng nhau lấy bài gì mà chém nữa nó trời. Ây da. Quên. Quên. Để hên thôi. Mấy tiền của chế. Hên quá lụm ra được rồi. Mấy em sẽ mất tiền. Ủa chứ quên nó quên lụm tiền đó thiệt. Quên, quên lụm tiền của mày thôi. Ok, mình đốt ray quên xong rồi, bây giờ mình sẽ khóa cửa ra đây, đó, ok. Dạ, sợ nó bóp buồn ghê luôn. Rồi, mấy xong. Đồng này bị chắc luôn rồi, khỏi ra rồi, một đứa. Có đâu, nhảy tường ra đường mà, đây nhảy tường ra đường nè. Thì mày đốt đó, hả? Ừ, tao chưa xây tường lên mà. Chờ nào tao bấm vô đây tao mới xây tường lên nè. Đó, upray wall nè, đó. Chờ nào tao upray lên nó mới upray nè, đó, thấy chưa. Upray xong rồi đó, về nhà đi em, ừ. Về nhà chơi, đúng rồi. Tao làm mày đừng coi, mày không cần làm đâu. Trời ơi, thanh niên này không có tiền để rớt luôn chứ. Ok, đợi thêm 6.000 nữa là mình sẽ upray lên full luôn. À thôi, sẵn tiền mở cửa cho mọi người. À, rồi, mình suy nghĩ lại. Trời đất ơi, nó ác gì mà như con cá thác lát. Nó mở lên cho ta vô, xong rồi cái người ta vừa vô đóng cửa lại. Thứ gì á? Không có ý là gì, cái đang tính mua vũ khí. Mày rớt tiền hả mày? Ây da, lũ đạn rớt tiền rồi. 200 tiền của ba mi. Ồ, có 200 mà hên quá, tưởng ngàn mấy. Sao mày ít tiền như vậy? Tao ngu, tao cầm tiền đi quýnh lộn mày. Trời đất, ủa sao bên mày còn 2 người nữa vậy? Kỳ vậy. Mới chịu tường qua đó. Hai người vô ăn chứ gì vậy? Vô nhảy tường lên đó. Ủa nhớ rồi, mới xây cao lên rồi mà sao nó Mới xây. Phe kia mà. Phe kia thì lên đường. Cho bên cho vô nè, đó, cho vô để thoải mái nè. Đừng cho nó vô. Ok, cái đó có cái lamin sọt rồi. Ôi mày ăn gian, mày chơi mày lụm nó mày. Thì ra đây là mua đồ của nó. Mua đồ, ngày vậy thấy nó vô cửa bên phải chứ. Mua đồ Sida. Rồi thằng nhóc nhát luôn. Thiệt à. Phóng gì ba? Phóng gì ạ? Phóng gì ạ? Ôi trời, nó còn chút xíu máu à. Hả? Ai cho mình qua đây? Mày chém trước thôi. Nè thằng này sao quánh tao? Thì nó cùng phe mày, nó quánh mày đúng rồi. Ví dụ á, chết luôn nha bưởi. Bưởi nha bưởi, chết luôn nha bưởi. 385 tiền. Cái rồi xong, đã chơm thành công. Đứng lại mày ngon mày đứng đi. Mày ngon mày mất dòng bảo vệ đấy mày. Mày ngon mày đứng đi. Đứng là mày. Trời ơi, nó quýnh ăn gian. Nó họt tới đích, nó họt tới mọi người ơi. Trời ơi, sao vô nhà tao đóng đánh nhau rồi vậy trời. Thanh niên này chết. Đây, có cái katana. Không biết katana này có làm nên ngô nên khoai gì không trời. Trời ơi, cái gì cái katana quánh không mất máu không thần ơi. Trời ơi, thứ gì si đau quá vậy. Đó, mất máu kìa chứ. Cô quánh nào mất máu. Đó, tao thấy mất máu mà. Không, quánh không chết nè. Ok, tao lên tầng 2. Ủa, tầng 2 mới là cái cầu 2 thôi, hả? Chưa mua hả? Ê, cái này quýnh không mất máu. Cho tao quýnh thử thôi. Nè, quýnh có chứ, dính mất máu đâu, dính quá trời mà có mất máu thôi chưa? Thấy chưa? Ôi, mày rớt cái đầu, à, mày mua đồ vậy. Ấy sao có đầu chồng ba? Thấy không, mất máu. Cái này mới mất máu nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa, gõ gàng, thấy chưa? Thấy không, rớt tiền đó là tao lụm giùm cho nè, thấy chưa? Nó phải vậy chứ, nó giờ vô nhà lại nè. Vì mà cái vũ khí quýnh không chết vậy trơn. Ôi nó ra nó chờ kìa. Ôi dơ thì chứ. Cười. Mày cười hả mày.
Cái gì vậy trời, thanh niên này thiệt, cần chứ không biết phe nào đấy. Trời ơi, nó dí tao nó quánh kìa. Thôi, tao sẽ đi lên trên này thôi. Rồi xong, vô tầng. Tao mua cái cần bây giờ 10, cần bây giờ 10, cần bây giờ 10 ngàn. Rồi tiếp theo là gì nữa? Ô, Golden, ở đâu lộn, Green Katana Rubber. Đây, bây giờ sản xuất cần bây giờ 10 ngàn đúng không? Nãy giờ ở phía dưới này là mình sản xuất Kunai không hay đó. Hồi nãy ở dưới là toàn sản xuất phi tiêu không à? Thì đó, Kunai đó. Phi tiêu. Ờ đúng, phi tiêu thôi chứ phải Kunai lộn. Đọc tiếng Việt đi ba, cái này là phi tiêu. Còn cái phi đao là khác nữa. Rồi mày, xong đấu mày. Đứng vô đây nè, đứng thẳng mặt nè. Long, Wong, Phai. Lũ đáng. Đây là cái đội kia ăn chơi à, mình có hai cái vũ khí hờn dễ sợ, hai vũ khí Sida giống như đồ chơi mà người cầm mà quýnh không ăn mất máu hết trơn. À, nghĩ sao giờ mình chưa kịp đếm cái này nhào vô nó quýnh mình rồi. Nhào đâu, tao đếm tới 3 luôn rồi mà tao vừa chạy qua tao chưa quýnh mày luôn á. À mày bớt đi, chưa quýnh okay. Gì mất máu thì chưa quýnh. Ê ba mi, cứ 12 giờ nhà mình có cái rắc màu đỏ kìa. Xa mày qua tới đó cho nó rụng mất tiền, mày canh mấy đứa đó thì tao ra tao lụm cho. Sao thanh niên này leo lên trên này được hay vậy? Đó, nó leo đầu nhau lên kìa. Ô, không nghĩ là leo lên được trên này luôn á. Ghê ghê. Tao không nghĩ là leo lên được trên này luôn á. Ok, bây giờ mình qua mình lấy cái rác đây. Ồ, thì ra là cây đại bác. Ghê vậy? Đúng đẳng cây đại bác luôn hả? Mày bắt được. Ồ, nó ra cái gì? Ra cái kiếm. À, kiếm đồ lâu. Tao nghi cây này quánh không trúng ai quá. Quánh thử coi, ngon không? Quánh thử, có bén không? Trời, cũng giống như cái đi cây dao, có bén bài đâu, chặt quá trời nhát cũng chết. Cái chết quốc này. Được cái đẹp này ơi. Nhìn giống như kia, ỉ thêm kiếm mà lai với đồ lông đao vậy. Tao lấy rồi ba, đợi mày nói là tao lấy chắc rồi. Lấy gì? Ở đây có đường lên, ô có đường lên, lên trên núi có tiền nè mày. Ở trên đó có rắp, ú có vũ khí, có cái súng kìa. Có người cái rắp cái súng kìa. Nhiêu đây? Ô 3.000 yên à. À ok, vậy là mình sẽ được cái AK full. Xong mình nó lụm xong trên núi mình, nó có tiền mà nó còn dẫn mình về nhà nữa, đã thiệt á. Không, nó dẫn mày ra giữa sân chứ về đâu mà về ba. Thì giữa sân gần nhà hồi nãy tao đi xe lắc. Ủa sao anh này lên được cái chảnh hay vậy? Ờ à, sao lên trên lầu đứng hay ta? Thì đó, hồi nãy nó nhảy vào dưới, nó nhảy lên đó. Nè, tao cũng được cái kiếm lạ nè. Ờ, sao? Sao? Kiếm là gì? Ô, kiếm đẹp mày. Đây, bắt đầu ở trên, bắt đầu mình sản xuất vũ khí rồi nè mọi người. Đó, quyền cái song kiếm luôn. Kakana là cái này. Song kiếm á ba. Kiếm lớn và kiếm nhỏ, thấy không? Kiếm nhỏ thì thằng nào cũng có rồi, bây giờ ta chỉ cần kiếm mọi kiếm lớn thôi. Kiếm lớn là cho thằng nào cũng có luôn. Quan trọng nó muốn lớn lúc nào thôi. Thì đúng rồi, có hai cây bỏ lưng quần á. Cây nào bỏ trong quần á? Cây lưng quần á, nó đeo kiếm lưng quần trong đây đeo xe nách. Ê, cần. Gà nó hay đủ kiếm mà giãn rành lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, mình sẽ mua kiếm cái vũ khí khác. Bây giờ hiện tại giờ đang có 10.000 tiền, 11.000 tiền. Trong lẽ giờ mà đếm 12.000 tiền kìa. Wow, quá trời vũ khí luôn mọi người. Một nùi luôn. Nhưng mà rất tiếc xài không được. Ôi, sản xuất vũ khí mà, gì mà xài không được. Nè, không. Sản xuất vũ khí bán chứ phải sản xuất vũ khí xài đâu mà. Wow. Có cây phi tiêu mạ rôm với cây phi tiêu mạ vàng nữa kìa. Ừ. Mạ vàng 4 số 9. Có cây mạ vàng đó mà. Bởi vậy tao mới nói là nó rất là khủng. Nó rất là đẹp. Còn ở trên này là trời trà bán là bán có vũ khí luôn rồi. Bánh kiếm. Đâu có khui luôn nè cu. Thấy không? Ôi, cái nó chuyên dụng luôn kìa. Nó ra một cây màu luôn kìa. Đây. Upgrade tiếp theo 6.000. Nãy giờ mình upgrade thì mình quên upgrade thì về tiền nó lâu lắm. 200 tiền. Đầy đủ tiền rồi, bây giờ mình sẽ qua mình nâng mát cái upgrade này lên luôn. Sao có cái bơm vậy? À ní. Sao dạ. Cái bơm ra mình không có cái bơm này luôn á. Bơm gì chứ nó lụm nha, lụm đồ chơi á. Tay phải luôn luôn cầm vũ khí.
Đó, chỗ này chỗ phục hồi máu nè hả? Vừa đứng là máu phục hồi liền. Ơi nó quăng bom vô kìa. Ôi nó quăng bom vô nhà mày kìa kìa. Mami, chỗ này có nguyên cái cửa, cái đường hầm, cái cà phê nè Mami. Ghê ghê, nó quăng bom vô nhà mày luôn. Ôi nó quăng bom vô nhà tao luôn kìa. Mami, nghe nè. Lên đây nè. Quỷ thay đồ làm tao nhận không ra luôn á. Tao có thay đồ đâu, đứa nào thay cho tao đó chứ. Mặc nguyên bộ đồ chọc luôn. Lên núi mày tu hả? Mày tu hay mày hú vậy? Sáng tu chiều hú. Đó thấy không? Cái ghê chưa? Đậu phộng. Ai làm gì mày mà đậu phộng? Mày... Tao đi nghe mà tao có nhấp chuột rồi bắn. Ừ, mày không nhấp chuột cũng dính nữa. Trời vậy, kiếm xịn vậy? Đi nghe qua không cần làm gì, nó cũng rớt cộng lông của mình. Bén quá. Kiếm bén mà đi ngang qua mà rớt luôn cộng lông. Ôi có cái thùng xanh kìa kìa. Để tôi qua tôi lụm. Mày thu hút sự chú ý cho mọi người đi. Ok, tao mua vũ khí nè. Wow, vũ khí gì mà mắc vãi. Cái đậu phộng, mua cái tù và không hết tiền luôn rồi. Trời ơi, trong này có tù và hả trời. Ô, K47 luôn ghê vậy. Ở đâu? Mới lụm, mà nó đang kiếm. Ủa wow. Ôi cây tù và này thổi nguyên sấm sét xuống luôn nè. Ghê. Wow. Có đứa mất hết nửa cây máu luôn á. Ghê, mà đập lại thế thôi. Nè. Nó đang reloading rồi hết. Reloading hết rồi, bây giờ ta sẽ thổi cũng nè. Trời. Sao mày giết ta ba? Trời ơi, sét ghê. Ê, sét đánh có nào biết thành đập lát không? Không, nhưng mà có đứa chết. Quái trưởng. Chắc là không biết hình flash rồi, chắc đứa chết. Thiệt à. Cái này nó bắn một cái tèo héo luôn rồi. Rồi mình sẽ mua tiếp. Tiền lên rồi, giờ mình xuống mình lấy tiền. Ê, có gà ATM nữa rồi cô. Gì ATM? Có gà ATM cái bên chỗ mình để tiền á. À cái đó là mày giờ ngân hàng cho vay á ba, cho vay mày mua mày phải lấy lại mày phải vay thì mới có mua được. Chắc cắt cổ lắm. Ừ. Tao mới coi xong. Trời ơi dễ ghê vậy. Trời ơi tao bay được luôn cơ. Ôi tao bay được luôn nè Bobby, kinh thật chứ. Đây để tao ké cho. Ké được hay vậy. Đây. Và cây tù bà số 7, vừa đánh mà vừa bắn mà vừa bay được luôn rồi nè, cánh dê nè. Ê mấy đứa bên kia nó chở bom hoài mẹ, chặt mấy đứa chở bom đi. Cánh dê hay là chơi dê? Cánh dê mà vừa cánh dê mà vừa có cây cung dê nữa. Ok bây giờ là mình sẽ mua cái này luôn. Đó hả, có cả tầng 3 luôn hả, kinh dê. Ê cái đậu bông nữa cái máu đầu. Cái tù bà bắt cười mày. Chạy đâu vậy ba, chạy đâu thì tao đứng chung mày với gì đâu. Tao đâu có dính, tao đâu có máu đâu, lo. Ok vậy. Ta là người gọi cái chết nó xuống mà. Gọi chứ không phải mất máu chứ mày. Ôi trời mình bắn một phát nghe nách nói à. Gì ba? Nghe mất cười quá. Bắn nghe nách mà chứ gì? Đúng là ai luôn. Thứ gì á. Rồi mua cái rubber tiếp theo rồi, 22.000 lần mắc quá. Wow, ok ba. Mình đã xây xong tầng 2 rồi. Còn gì nữa đâu, đúng không? Ô thôi nên lên được vậy. Giết nó. Giết trước kia nó về nhà. Đi vô khác chơi. À vậy hả? Sao đứt na chi vậy mày? Chừng nào cứ kiếm mày có chức năng mày thọt người trước mà tránh người ở giữa ra thì mày chọt nha. Đó trời giờ đó rồi đó. Thổi nè. Ồ bắn không trúng không thấy bà đấy mình nè. Mình mém chết đi. Tao mềm dễ sợ. Quên lên dưới này quá đâu có trúng. Quên. Lụ đạn mà đồ trắng được rồi. Mày hư á con. 1.900 tiền. À 199 tiền.
Dừng clip đi. Ok, hai đứa mình đã xây được một nồi kiếm nè, phi tiêu nè, đó bán được một ồ kiếm gì đẹp, bây giờ ồ kiếm lửa luôn rồi kìa, siêu đẹp luôn. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Ok ok, hai đứa mình sẽ dừng video đây thôi, thì mai hai đứa mình sẽ bán vũ khí tiếp thôi mọi người ha. Ai mua vũ khí thì liên hệ mình với Ga ở phần comment bên dưới nha. Nhớ các bạn thích video nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye. That's it, friend? Yes.